Anh Khải, Khải ơi, anh đang lau nhà mà anh bỏ đi đâu á? Hả? Anh đang lau nhà mà. Lau nhà lau thì tôi thấy bên đây cái gió nó đập đùng đùng, bắt kê để tôi ấy cái này mà. Thì anh lau nhà xong rồi anh làm cái đó, anh mới lau được cái xíu rồi anh lại bỏ anh làm đó rồi tiên anh quay lại anh lau nhà. Không, tôi làm một ngày là tôi công việc tôi nhiều lắm. Vì không tên hả? À, vì không tên năm ra lát nữa còn đi giặt đồ phơi đồ nữa kìa. Ừ. À. Mọi người thấy nha mọi người. Cho con bú nha. Cho con bú nữa. Cho con giỡn rồi. Bên kia là cái cửa nó giặt ra làm vô nè, gió nè. Cái tắm cái này nhìn nó dướng. Đúng không? Ừ. Nên bắt tắc kê vô đây nè. Là mình cột, mình làm cái dây móc, cái mình móc vô cái này nè. Em nói anh đừng có buồn. Sao? Anh là người đầu tiên thế gian mà anh làm những cái điều mà em không biết nói sao lên lời luôn anh Khải. Thì nói chung công việc nhà tôi là ngày nào tôi cũng làm, cho công việc gọi là không tên mà. Nên mua khoan sắt rồi anh bán cái khoan tường rồi banh luôn mũ khoan sắt rồi sao? Thì nhà có điều kiện mà. Tôi nhớ là tôi có một cái mũ khoan bê tông đúng không? Ờ. Nhưng mà nó đâu mất rồi tôi mới lấy mũ khoan hết sao khoan luôn. Thì mình khoan tường này nó nhìn nó mềm mà. Ờ rồi rồi. Nó đâu ảnh hưởng gì đâu. Ờ. Sợ. Nhà có điều kiện thích làm sao là. Nhưng mà tôi muốn khoan gọi là tôi khoan để dành thôi. Chứ sao ý? Nghĩa là tôi khoan cái này xong cái tôi chạy đi giặt đồ. Đó. Đang lau nhà đấy để dành việc. À. Quang này để dành việc. Ừ. Giờ đi giặt đồ đấy chưa có phơi. Đúng rồi, để chạy, giặt đồ chứ trời mưa rồi sao phơi. Để rồi để chạy ra lau nhà. Đúng. Rồi bắt đầu cái tôi chạy ra tiệm tôi mua con tắc kê sắt. Rồi, anh là người sắp xếp công việc rất là hay. Ok, đúng rồi. À, rồi. Okay. Rồi. À, nhưng mà hiện tại giờ là à, đúng rồi. Anh chạy ra mua tắc kê hả? Tắc kê sắt á. À, đúng rồi, phải đóng tắc kê chứ. Đó, bây giờ nhưng mà giờ nếu mà chạy ra ngoài mà trời mưa á thì chắc lại chậm trễ công việc gọi là giặt đồ. Đó. Ờ rồi. Còn nếu mà giờ mà tôi bỏ cái này để mà tôi đi lao ở nhà thì đương nhiên là cái giặt đồ của tôi nó sẽ không trọn vẹn. Ờ. Đó mà giờ ngữ thành thử bây giờ là thôi bây giờ tôi để thì ngày mốt đi. Ngày mốt rồi bắt cái này. Còn gì tắc kê đó. Với cái tắc kê mới bắt đây được, nó mới cứng. Bây giờ nha. Anh kiếm cho em một cái con bồ lon con tán gì đó, cỡ đó đó. Cái ống nước nhỏ nữa. Em chế anh ra một con tắc kê bao cứng cho anh luôn. Sao mà được ta? Được. Được không? Sắp mưa rồi đó anh Khải. Rồi ok. Đơn giản thôi nha. Chúng ta em có một con ốc này. Ừ. Rồi em có một cái ống nước. Ừ. Rồi anh sẽ cắt một đoạn. Nó chắc luôn á. Tí mà nó ra được làm con anh luôn. Cắt nữa. Ừ, cắt đi. Rồi anh cắt chính giữa. Cắt hai ba đường chính giữa. Sao cắt nữa chứ? Một cắt đầu hai cái này chứ anh cắt giữa sao cắt? Một là dao lam, hai là dao thép, ba là dao. Thử nha chứ tôi không biết cắt được không nha. Nghiêng quá hả? Đó đất rồi đó. 4 mét hả? Ừ, 4 mét đi cho đẹp. Ừ. Mà làm chuyện cái rùi bú. Ê mà tự nhiên tôi ngồi đây chơi với ông rồi. Công việc tôi chậm trễ về giờ. Thì anh gắn cái kia á. À ok ha. Ừ. Là công việc có hữu ích đúng không? Có hữu ích. À. Này nó áp dụng thực tế rất là được. Mà nó có chắc không quan trọng chứ. Tao chắc luôn á. À mà trong cái lỗ gập nó nhiều có cái lỗ ngang á nha. Ừ. Lỗ ngang biết không? Biết nhưng mà em không quan tâm điều đó. Em chỉ quan tâm là anh rút ra không được là ok rồi. Không, cái này tôi đâu cần rút đâu. Chỉ cần cho nó dính trong đó thôi. Nhưng mà tính là độ rút nó rất là cứng ngắc luôn á. Không, rồi sao? Rồi. Em nói cái lý thuyết bên ngoài là anh tự hiểu bên trong nha. Mất công anh không hiểu bên trong làm sao. Bây giờ một cái cây ốc như thế này đúng không? Rồi, anh xỏ này vô. Rồi, anh lấy này anh vặn vô. Con này dài quá vậy. Anh cứ vặn vô đi cho anh xem đây. Tí anh cắt sao anh cắt. Rồi, anh bạn vô đi. Bạn vô hả? Ừ. Chi vậy? Các bạn vô đi. Anh thấy cái gì không? Thì nó bung ra chứ có gì đâu. Đó, nó bung ra, nó sùng lên như thế này nè mọi người thấy không? Chính vì cái này nó sẽ giúp anh bám vô tường, anh rút ra không có được. Đó, anh hiểu nguyên lý không? Hiểu. Đó, anh đóng vô rồi ok rồi. Thử gì bắt thử nha, coi rút ra được không nha. Ok. Đó, mở ra đi, đóng vô thử biết liền. Tôi hiểu lắm. Xì xuống lại nè. Đóng tường làm việc đúng không? Hả? Tôi cũng không hiểu được không. Thì anh em nói nguyên lý cho anh thấy rồi đó. Hả? Vô. Xiết lại. Ừ.
Mình nghĩ nó xay ốc. Sao không ngắt hả? Gì không ngắt rồi. Tao vào tìm đâu rồi. Ủa này mình nhận ra hay nhận vô vậy? Nhận ra. Nhưng mà có cái này là mình mở, khi mình mở ra mình rút ra được đúng không? Được. Nó lợi gì đó đó. Khi anh mở ra thì sẽ thu lại, anh rút ra được. À. Nó càng vặn thì nó càng nở ra bên trong, nó càng ôm. Không biết là mình đóng loại khúc này, cái ốc nằm ngoài, cái dạng ngoài xuống à? Ừ. Ngu ngu cái mặt. Mà có ra không? Cái ngắt làm sao ra được? Hồi nãy em làm ở ngoài anh thấy, anh thấy rồi đó. Nó phồng lên cái đó làm sao mà ra được? Cứng ngắt à? Ta phải dặn cho cái ấy nó phồng lên. Ừ. Để tôi đóng ở ngoài thôi. Đóng ngoài nó cứng là ok đó không? Ừ, cho nó phồng lên cái này. Nó phồng lên là mình rút ra không được là ok rồi. Nói chung là người ta mang cho mình xích chặt chặt vô rồi nó cứng ngắt à. Này gọi là tắc kê mũ. Ừ. Không, cái này là mình chủ yếu là cho nó không ra thôi. Ừ. Chứ còn nó bám thì mình dùng cái cây sắt chứ. Đúng không? Ừ. Thì tôi thấy nó phình lên đó thôi mà. Nó thấy gì được khéo nào? Từ từ đó, để cho nó phình lên đó. Sao được cứ ngắt sao ra được, cứ ngắt à. Ít cửa đó rồi sao mà ra được. Đó. Ây da. Cuộc cửa là ok, cứ ngắt là mọi người không ra được đâu. Vậy tính đó. Ra là cái này là gọi là tắc kê mũ. Ừ, chế rất là hay. Ờ. Còn cái này là mình nếu mà dụ cái này gọi là mình gài vô. Ừ. Gài vô kiểu nó phình ra, bắt đầu nó ở trong đó nó ôm ra, ôm lại á. Ừ. Là nó sẽ không bao giờ nó tuột ra được. Đúng rồi. Ừ. Đó, đơn giản vậy thôi. Mình muốn mở ra thì mình mở cho nó giãn ra là mình rút ra được đúng không? Ừ. Đồ, tính ra được á. Để tôi mở thử ra rút ra được không ta? Tôi mở thử ra với liền nè. Mở cho nó giãn ra đó. Ừ. Đúng rồi. Nó giật ra nè. Nó tuôn ra. Ừ. Chà rút ra luôn. Ngắt. Ôi. Cứng ngắt à. Thôi anh tự xử lý đi anh Khải. Xong rồi đó. Xong nhiệm vụ của em rồi anh Khải. Tôi bắt cây ngắn là chứ cây dài quá rồi nó đi đá sao. Thì nhập xong nhiệm vụ em rồi. Thôi nha. Sao lấy ra anh Thận. Lại rút nha. Thì ráng khều khều ra đi. Đó, em chia sẻ mọi người vậy thôi nha. Rồi khỏi lấy ra luôn. Có ý kiến nào thì bình luận ở dưới nha. Thì em hướng dẫn mày thôi chứ anh lấy ra thì anh tự nghiên cứu đi chứ là sao. Thì ông đã chỉ bắt vô là phải chỉ lấy ra chứ nói chuyện. Thì anh cầm anh kéo từ cũng ra thôi. Nãy giờ kéo ra đâu. Không ra thì anh ráng làm anh ra cho ra đi chứ là sao. Em về bò đó. Đủ chơi tròn vuông dưới trời.